gạt mưa ô tô nên mua loại nào? À, hello anh em, hôm nay thì có em Tiên, em ấy đi chiếc Lux SA. Nhưng mà sang đúng thật là cái loại này là nó đắt thật em ạ. Cái thằng này là gạt mưa của Bốt. Nói chung là những dòng xe Đức thì anh luôn khuyên mọi người là nên dùng cái gạt mưa của Bốt. Còn nếu mà xe Nhật thì anh em dùng Denso. Và đặc biệt là với cái chiếc xe này thì gạt mưa của xe nó hơi kêu. Mỗi lần gạt, anh cũng đi con này mà. Mỗi lần mà gạt lên tới đoạn này gạt két. Thậm chí là mình nó còn rít ý, kiểu rít ý. Mình còn xịt nước bôi trơn lên mà nó vẫn kêu. Nó vẫn kêu. Tại vì là cái gạt mưa này nha, nếu như mà bán ra cho mọi người lắp đặt hoàn thiện cho Lux SA thì nó là 1.390.000. Quá rẻ. Nhưng mà nếu mà bột trơ hay là vào trong hang thì cái gạt mưa Bốt mà cái mã này A297 mã này thì nó bán là 3.500.000. Đấy. Tất nhiên là nếu như mà cái gạt mưa mà lưỡi y chang nhìn luôn trên thị trường mà hàng kiểu như hàng không có thương hiệu hoặc thương hiệu kém ấy thì bán khoảng tầm 500. Còn nếu mà không có thương hiệu nữa thì khoảng 200-300, nhưng mà đây là gạt mưa xịn như này mà nó còn kêu quẹt quẹt. Thật ra là nếu mà mất tiền mình nên dùng cái loại xịn. Đúng. Đi thì lại cho nó sướng. Xe của anh nha, cũng gạt mưa nguyên bản, nó cũng đen lên đoạn là kêu. Sau rồi anh thay loại khác lên nó lại kêu. Đấy. Thế thì sau đấy là anh cũng phải thay loại này. Loại này là dùng là ngon luôn đấy à anh? Loại này thì nói chung là khẳng định luôn là trên thị trường gạt mưa ô tô chưa có thằng nào có thể thay thế được Bốt đối với những cái dòng xe Đức hay là những dòng xe nhờ VinFast. Có nghĩa là thôi anh biết là nó hơi tốn tiền, nhưng mà kể cả mọi người luôn, mọi người có thể nghiên cứu một lần tiền, nhưng mà nó mang lại cho mình đỡ khó chịu. Đúng. Mà để lâu nó xước kính em ạ. Đúng rồi. Để lâu nó đỡ xước kính, yên tâm luôn. Chứ nếu mà để lâu quẹt quẹt, nói chung là mỗi lần thấy trời mưa là thấy bật cái gạt mưa lên nó kêu. Mà cái này ấy, mà nó gạt ấy mà nước mưa ấy, nó vẫn còn không hết ấy. Đúng. Đấy, nó đấy. Vẫn còn. Ok. Đấy thì anh thay cho em có đôi này nha. Ok. Nên là nếu mà anh em mà cần gạt mưa ô tô thì có thể nghiên cứu nha. Nếu mà đi xe Nhật thì chọn Denso. Denso có hai loại. Một loại là cái loại xương sắt, nó hơi xấu nhưng mà nó khoảng tầm 400-500 gì đấy. Có loại đắt hơn. Đấy, có loại 600-700. Nhưng mà nếu như mà xe Đức thì anh em có thể chọn Bốt hoặc là xe Hàn Quốc thì một lần thôi. Mình đầu tư hàng xịn xịn tí cho nó đỡ phải thay đổi. Những anh em nào mà đi xe Vin ý, lên thay. Lên thay. Vì lại khó chịu. Đứng cũng quẹt quẹt khó chịu. Khó chịu. Đấy, hiện tại bên mình hôm nay vẫn rất là đông khách nha. Đấy, cảm ơn em nha, để anh sẽ làm cho em luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ Trung Auto nha.